như chúng tôi đã đưa tin, hẻm cục là phim chiếu mạng Trấn Thành thực hiện cho dịp Tết Nguyên Đán 2022. Phim kể về cuộc sống của người dân nơi con hẻm cục với sự tham gia của các nghệ sĩ Ngọc Giàu, Việt Anh, Hoàng Mèo, Lê Giang, Lê Dương Bảo Lâm, Quốc Khánh. Tại hẻm cục, Trấn Thành đóng vai Sáu Ngọt, người đàn ông bán chè mưu sinh hay buôn chuyện. Phim có nhiều nhân vật, tình huống, câu thoại thể hiện sự châm biếm của Trấn Thành trước một số YouTuber và cá nhân thích bàn luận, soi xét chuyện của người khác để câu lượt xem khiến khán giả thích thú. Trấn Thành cùng hẻm cục đã xác lập kỷ lục đầu tiên của YouTube Việt Nam khi 3 tập phim chiếm 3 vị trí đầu tiên của danh mục thịnh hành mới nhất trên YouTube. Hiện tại, tập 4 chỉ sau 2 ngày phát hành thì đã đạt trên con số gần 8 triệu lượt view. Cụ thể, hẻm cục tập 1 đã đạt hơn 23 triệu lượt xem, tập 2 đạt trên 15 triệu lượt, tập 3 là 12 triệu lượt xem và chưa đầy một ngày đăng tải. Hẻm cục tập 4 đã lên top 1 trending YouTube, hiện tại đã có hơn 7.8 triệu người lượt xem. Bên cạnh đó, khắp các nền tảng mạng xã hội, đặc biệt là TikTok, những đoạn clip ngắn được cắt từ bộ phim web drama này cũng xuất hiện tràn lan. Của bộ phim không chỉ giúp cho bản chính thức thuộc quyền sở hữu độc quyền của Trấn Thành thu về hàng triệu lượt người xem, mà những đoạn clip được mọi người không có quyền sở hữu đăng tải cũng có được tương tác rất lớn. Trấn Thành đã từng lên tiếng lần đầu tiên khi tập 1 chưa lên sóng trên YouTube đã bị phát tán quá mạnh mẽ, mới đây lại lên tiếng thêm một lần nữa với một thái độ vô cùng gay gắt. Nam diễn viên viết: Trấn Thành rất cảm ơn quý vị khán giả đã ủng hộ nhiệt tình series hài Tết lần này. Thế nhưng bên cạnh niềm vui đó, Trấn Thành thật sự rất buồn khi có quá nhiều bạn trẻ vô ý thức đã lấy phim hẻm cục được phát sớm trước trên app đăng tải trên TikTok và trên trang cá nhân của mình. Mặc dù trước đó Trấn Thành đã livestream, năn nỉ các bạn đừng làm như thế, vì đây thật sự là một vấn nạn cho tất cả các nhà làm phim. Hành động ăn cắp bản quyền chất xám của người khác là một hành động vi phạm pháp luật và gây rất nhiều tổn thất cho các nhà làm phim. Rất nhiều bạn vẫn ngang nhiên cố ý chia nhỏ phim ra thành nhiều clip rồi phát tán trên kênh cá nhân để thu hút người theo dõi. Trấn Thành sẽ làm việc với luật sư để đưa các TikToker này ra pháp luật để chấm dứt tình trạng này. Hy vọng quý vị thương các nhà làm phim và thương Trấn Thành, đừng thỏa hiệp với những hành động như thế bằng cách không xem, không share và report tất cả những kênh ăn cắp nội dung và chất xám của người khác, Trấn Thành nói thêm. Hẻm cục là sản phẩm hợp tác của Trấn Thành với một nhãn hàng. Các tập phim sẽ được lên sóng trên app của nhãn hàng này một ngày trước khi chính thức phát hành trên kênh YouTube của Sáu Ngọt Trấn Thành. Vì vậy, nhiều khán giả đã tranh thủ phát tán phim trước khi Trấn Thành kịp đăng tải nó trên kịch trang cá nhân. Đoạn cuối của tập 4 hết sức là xúc động. Hai chú cháu đã để lại một bài học sâu sắc cho chúng ta. Rất hay. Nói về cá nhân người khác, chúng ta hãy nghĩ xem chúng ta có gây tổn thương cho ai hay không. Mọi người nhớ comment bên dưới suy nghĩ của các bạn nhé. Cảm ơn mọi người đã theo dõi kênh của Hà Lê.